Khi tôi làm clip sử dụng khẩu súng Mark 10 để leo danh đại kiện tướng và cái kết tìm 3 ngày mới thấy súng, xong bị tụi nó bắn sấp mặt. Anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Còn nữa, đây là Facebook của mình sẽ để link ở dưới phần bình luận. Anh em kết bạn và theo dõi mình nhé. Giờ làm không hả gì cô? Phải cứt giờ làm bài thứ ba. Ê, cô lồn. Bye.
Thank you.